căn bệnh khiến người phụ nữ có ngực to gấp chục lần bình thường. Nữ bệnh nhân phát hiện u vú nhưng sợ ác tính nên không đi khám. Khi khối u to gây ảnh hưởng tới sinh hoạt thẩm mỹ, bà mới đến bệnh viện để mổ. Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân có khối u ngực khổng lồ. Bà D, 50 tuổi, ở quê ở Lạng Sơn, phát hiện khối u vú trái cách đây 2 năm, khối u không đau nên bà D chủ quan không điều trị. Khoảng 1 tháng trở lại đây, kích cỡ khối u tăng nhanh bất thường, khiến bà D vận động khó khăn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và thẩm mỹ. Bà D đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra. Lúc này ngực trái to gấp 10 lần bình thường. Kết quả chụp các lớp vi tính cho thấy bệnh nhân có một khối u đặc kích thước là 20 x 18cm, có nhiều hạch lớn nhỏ, chẩn đoán trước mổ theo dõi Sakura tuyến vú trái. Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Đức Ninh, Phó trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, sarcoma là một loại ung thư ác tính hiếm gặp, có thể xuất phát từ các mô mềm trên cơ thể, tay chân, ngực, bụng. Phác đồ điều trị sarcoma tuyến vú tùy thuộc vào vị trí kích thước loại ung thư và giai đoạn của bệnh. Việc chẩn đoán sớm điều trị khi còn rất nhỏ quan trọng, phẫu thuật đường mổ nhỏ đảm bảo tính thẩm mỹ và tỷ lệ khỏi bệnh cao. Bệnh nhân D đến bệnh viện muộn nên việc điều trị khó khăn. Khi mổ, bác sĩ phải khéo léo phẫu tích u ra khỏi các mạch đuôi, hạn chế tối đa nguy cơ mất máu trong quá trình mổ, đồng thời thực hiện cắt toàn bộ tuyến vú trái để tránh nguy cơ tái phát về sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.